HPVC Gia Đình xin trân trọng giới thiệu Mẹ Chồng Nàng Dâu và Mâu Thuẫn Muôn Thuở. Những gì mà con đã chọn rồi, đã quyết định rồi, thì mẹ đều chấp nhận. Cùng những tình huống dở khóc dở cười nhưng không kém phần hài hước. Em làm gì cũng sai, mà đừng nói là làm, ngay cả việc hít thở thôi em cũng sai nữa đó. Con coi trọng vợ của con hơn mẹ nữa đúng không? Là vì con tin vợ cho nên mới đuổi mẹ ra khỏi nhà đúng không? Bây giờ sao đây? Anh có đi cabi cùng với em hay không? Mẹ nói thay nó không đi đâu. Liệu họ có thể chung sống hòa thuận trong một ngôi nhà? Chính Phát mới là người đã bỏ rơi tôi ngay từ đầu. Nó chỉ biết đứng về phía vợ nó. Mẹ của anh không có thích em. Nếu như chúng ta miễn cưỡng ở chung như vậy, một ngày có thể ghét nhau cũng nên. Mẹ đồng ý cho Phan quay trở về nhà. Còn mẹ sẽ là người đi. Mẹ đón xem các tập tiếp theo của bộ phim Khi Mẹ Chồng Không Ưng, phát sóng lúc 22 giờ hàng ngày, phát lại 16 giờ hôm sau trên HTVC Gia Đình.